Xin kính chào quý cô chú anh chị nhà đầu tư đang xem kênh của Thanh Nhi Bất Động Sản Tây Ninh. Ngày hôm nay em xin giới thiệu cho anh chị xem một cái căn nhà rất là đặc biệt luôn anh chị. Nó thuộc ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành nha anh chị. Cái hướng bên trái này là của mình đó anh chị. Anh chị sẽ di chuyển ra đường Trần Phú. Còn hướng bên phải anh chị sẽ di chuyển về đường Ngô Quyền nha. Đó, ở vị trí này là thông rất là nhiều hướng luôn nha anh chị. Để em mở định vị lên cho anh chị mình xem nha. Và cái con đường này anh chị, con đường này là đường ô tô vô tới nha. Đường này là đường bê tông. Đường bê tông này là ô tô vô tới nơi nha anh chị. Rớt cái con đường nhựa lớn đó là chỉ có 30m thôi là tới vị trí căn nhà mình ngày hôm nay. Rồi thì vị trí em Nhi đang đứng là cái vị trí màu chấm xanh, màu xanh này. Đó anh chị, gần với cái bến xe Huệ Nghĩa luôn. Gần với bến xe Huệ Nghĩa limousine. Rồi thì chợ Long Hải nằm ở đây nha anh chị. Trần Phú là khúc của đường ngoài này anh chị. Đó. Đây là cái con đường nhựa lớn, rất nhựa là chỉ có mấy chục mét thôi là tới. Rất nhựa mấy chục mét thôi là tới cái căn nhà mình nha anh chị. Đó, thông với khu bàn cờ của Ngô Quyền, Trần Phú rồi luôn nha anh chị. Gần với chợ Long Hải nè. Đó anh chị xem nè. Đó, xem vị trí trước nha. Rồi, thì em sẽ giới thiệu về cái bất động sản ngày hôm nay cho anh chị mình xem nè. Đường đi vô phía trong nha anh chị, vô phía trong chút xíu nữa là sẽ cùng đường nha. Rồi thì cái bất động sản ngày hôm nay là một cái căn nhà trên một cái miếng đất khá là đặc biệt luôn. Bề ngang á, bề ngang cái mặt tiền này quay qua đây là 15m nha anh chị. 15m nha. 15m á, là mình quay qua tới bên đây. Mặt tiền quay qua cái đường bê tông của mình là 15m nha anh chị. Và cũng là cái hướng cửa chính của căn nhà mình ngày hôm nay luôn. Căn nhà ngày hôm nay giá rất là rẻ luôn nha anh chị. Chỉ 650 thôi. 650 là còn thương lượng cho quý cô chú nó mình thiện chí luôn nữa. Đó, vừa vô là cái không gian phòng khách là ngay giữa trung tâm của căn nhà mình. Ngay cái hướng cửa chính luôn là sẽ có phòng khách ngay đây. Nhà là xây mới 100% luôn nha anh chị. Bên hướng bên tay phải của mình là một cái phòng ngủ. Bề dài vô là 4,5m nha anh chị. Xây phòng là rất là rộng rãi luôn. Đó. Nhà nè, anh chị xem nè. Đó, bề dài vô là 4,5m, bề ngang mặt tiền trục chính của đường bê tông là khoảng 15m nha. Rồi, ngay cái phòng khách thì bên tay trái cũng là một cái phòng ngủ nữa. Phòng khách ngay giữa ha, bên trái một phòng ngủ và bên phải một phòng ngủ. Nhà là xây mới 100% luôn nha anh chị. Đó, đóng tôn là phòng trần thả. Nói chung nhà này nào dành cho quý anh chị nào mà mình có thu nhập thấp á, mình muốn có một căn nhà mình vô ở liền, khỏi phải tốn tiền nhà trọ thuê hàng tháng. Thì đây là một cái căn nhà lý tưởng nha anh chị. Đó. Đây là cái toilet và cái nhà bếp ha. Máy giặt đồ mình để ở đây luôn. Đó, em nghe nhà bếp, cửa sổ. Nhà là xây mới 100% nha anh chị. Ở đây anh chị... để mới chặt ngay đây nè, có đi ống chờ nước đồ này kia rồi sẵn ha. Nhà thì diện tích nhỏ nhưng mà phù hợp với anh chị nào mình tài chính thấp. Thì giá tiền thì chỉ có 650 thôi nha anh chị. Tổng diện tích sử dụng là 67,5m². Đó, đường bên hông nè. Miếng đất đó nó cũng quay qua bên đây. Nói chung đường này là chạy vô chút xíu nữa là sẽ đường cùng nha. Nhưng mà rớt đường nhựa là chỉ có 30m thôi nha anh chị. Rồi thì em cũng xin mời quý cô chú anh chị nào mình muốn xem sổ thì em Nhi cho mình xem luôn nè. Đó, nhà thì thuộc ấp Trường An, xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành. Anh chị thấy rõ không ta? Có thổ cư là 20m², còn lại là đất cây lâu năm. Có tổng diện tích là 67,5m² ha anh chị. Đó. Rồi cái em cho anh chị mình xem cái sơ đồ đất. Nè anh chị mình xem sơ đồ đất nè. Đó. Bề ngang cái mặt tiền đường bê tông này nè anh chị. Đó, bề ngang cái mặt tiền đường bê tông này nè. Là nó sẽ là 15m, chiều sâu vô là 4,5m ha. Quay về là hướng bắc nè anh chị. Hướng đông bắc. Hướng đông bắc nha. Rồi 650 triệu có một căn nhà vô ở liền, đã phải tốn tiền thuê mướn hàng tháng. Có luôn một căn nhà mình ở lâu dài định cư, an cư thì lạc nghiệp nha anh chị.
đó, đỡ phải suy nghĩ mình chạy tiền cho đôn chạy đáo để mình lo những cái chi phí phát sinh mỗi tháng đồ này kia. Mà dù gì mình có cái căn nhà ổn định luôn thì giá này 650 là quá là ok luôn chị, mà nhà mới 100% luôn nha, nhà này xây dựng mới nha anh chị đó. Rồi thì quý cô chú nào mình thích căn nhà này alo liền cho em Nhi giữ chỗ nha, chứ thường nhà rẻ ở dưới Tân Ninh em là bán rất là nhanh luôn anh chị. Tuy là diện tích này nó hơi nhỏ thật nhưng mà phù hợp với quý anh chị nào mình cũng hiện như gia đình cũng ít thành viên đó. Anh chị xem lại cái vị trí này anh chị, rất là đẹp luôn, vị trí của cái căn nhà mình ngày hôm nay là rất là đẹp luôn nè, gần với lại bến xe, rồi nó là gần với lại ngay khu bàn cờ của trường Tây đó. Anh chị xem ha, nó Long Hải nè, chợ Long Hải nè, trường học rồi nè, sát một bên luôn. Đường này là ô tô vô tới nha anh chị. Rồi thì tới đây thì xin hết cái video giới thiệu căn nhà 650 này của em. Nhân tiện đây em cũng xin anh chị cho em xin một like nha, để cho kênh của em video á nhiều người còn biết tới nữa, để phát triển thêm, để em có động lực em sẽ đi quay tiếp nhiều cái bất động sản cho anh chị mình xem tiếp nha. Cảm ơn anh chị nha.